Rồi, ok anh em. Hôm nay là lên bài VIP cho 67 nha anh em. Trên đồng. Dinh đồn 54 4 quan nha anh em. Lòng tê Ibon 4 quan. Và em nó được gọi là bài VIP nha. Rất là nhiễu nhão nha anh em. Rồi, em đã được bật khóc chào đời và rất là dịu dàng luôn nha anh em. Rồi thì tính cho em nó rô đây xong rồi bắt đầu mới tính chuyện em nó, xem em nó sẽ như thế nào nha. Rồi ok anh em, Tửng đã cho siêu phẩm 54 4 quan rô đai xong rồi. Bây giờ Tửng sẽ tranh thủ làm nhẹ một vài ống ga và sau đó Tửng sẽ giao về cho anh em nha. Wow.
quá tê nha anh em. Vài ống ga nhỏ thôi mà đã tê tái quá trời rồi nha. Garanti thì thiệt là nhiễu nhão luôn. Ok anh em, thì một vài ống ga nhẹ như thế thôi nha anh em. Với những cục máy dinh đôn, những cục máy gọi là tự do thì mình không có đứng tại chỗ, mình quát rống ga nha, đó là kiêng kỵ nha. Cái gì cái mình phải xuống đường nha anh em. Rồi anh em cũng biết là những cục máy mà ở trên bệ này là của những anh em ở xa, ở tỉnh, thì sau khi xong hoàn chỉnh rồi thì Tấn lại tiếp tục đóng thùng gửi về cho anh em nha. Rồi và những anh em ở xa thì anh em cứ yên tâm, đường bưu điện là chuyển tới nơi nha. Anh em ở xa anh em hạ cục máy xuống gửi đường bưu điện và bưu điện sẽ chuyển tới nơi Tấn nha. Và Tấn làm xong, Tấn rô đai như thế này xong rồi Tấn lại gửi ngược về cho anh em nha. Rồi ok anh em, ngoài ống ga kiểm chứng em nói như thế ha. Bây giờ Tấn sẽ giao về cho anh em để anh em về gác lên xe Vivo cũng như thường lệ, hai bình xăng nhẹ nhàng em nói trước nha. Và sau đó hết hai bình xăng đi chơi nhẹ nhàng rồi thì anh em hãy thay bình nhớt mới vào cho em nó. Và em nó là một cục máy thiệt là chất lượng để anh em mình đi chơi nha. Cái gì cũng thấy, mong anh em mình đừng gấp với em nó quá sớm. Rồi siêu phẩm tự do 54 4 van cho anh em, Tấn đã xong. Và bây giờ Tấn sẽ nghe ngóng tình hình một cái, có gì canh chỉnh lại Tấn sẽ canh chỉnh lại cho em nó thiệt là chỉnh chu và Tấn sẽ gửi về cho anh em. Thì clip tới đây Tấn xin tạm dừng nha. Rồi Tấn xin chúc tất cả anh em thật nhiều sức khỏe nha. Và sau đó tất cả anh em chúng ta, tất cả anh em mọi ngành nghề luôn, sẽ sống mãi trong với bốn chữ thành công và hạnh phúc nha anh em. Rồi tính xin chào và hẹn lại anh em với clip sau nha.